Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Forgot Mobile, hay còn gọi bản tiếng Việt nó sẽ gọi là Tứ Hoàng Mobile. Đây là một con game mobile mình nghĩ là sẽ khiến anh em rất là thích thú về mặt đầu tiên về đồ họa trước đã. Đấy, đây là một con game do Soha Game sẽ phát hành tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm phiên bản Đài Loan của tựa game Forgot Mobile, hay gọi là Tứ Hoàng Mobile này. Đây là một con game rất nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tựa game này. Ở đây thì chúng ta sẽ có 45 nhân vật. Đấy, và tượng trưng cho 4 loại vũ khí. Và đầu tiên mình phải ấn tượng là đồ họa, đó là cái phong cách thiết kế nhân vật này mình liên tưởng đến các cái game của Hàn Quốc. Nó rất là mạnh mẽ, rất là chi tiết và khá là ấn tượng. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái múi, 6 múi này, đường cơ bắp các thứ của nhân vật nhìn rất là ngầu. Đây chúng ta có lớp nhân vật đầu tiên, chả biết là gì nhưng mà cầm kiếm anh em nhá. Lớp nhân vật 2 sẽ là một nhân vật nữ cầm cung. Đó, các bạn thấy không? Ngực rung 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 nhìn khá là thật. Đấy, chúng ta có các cái kỹ năng cầm cung này. Lớp nhân vật 3 là một lớp nhân vật dạng tanker rồi. Cầm khiên. Đó. Lớp nhân vật thứ 4 là một lớp nhân vật loli. Đánh phép và có một cái ngọc như này. Đây, chúng ta có 4 lớp nhân vật và có lẽ mình sẽ trải nghiệm cái lớp nhân vật loli này đây. Gọi là Tứ Hoàng Mobile tại sao? Bởi vì cái game này cốt truyện nó xoay quanh về 4 vị thần bảo hộ thế giới, đó là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Đó. 4 lớp nhân vật này luôn. Rồi bây giờ chúng ta cái này nó không có tạo hình. Về sau game này nó có chuyển phái, chuyển nghề này. Khá là hay này. Ok, như vậy là game này nó sẽ tạo hình nhân vật luôn cho anh em không thể gọi là tạo hình chi tiết được. Đó, chúng ta sẽ chỉ có thể chọn lớp nhân vật vào game luôn thôi. Con game này thì có dung lượng khoảng gần 2GB nha các bạn. Mình thấy là khá là nhẹ, không nặng. Đây, chúng ta có một con game 3D như thế này đây. Mình đang chơi bằng giả lập nha anh em. Nếu mà chơi bằng điện thoại nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và mình nhìn giao diện này đúng kiểu game Hàn Quốc rồi anh em ạ. Chỉ Hàn Quốc nó giao diện nhanh thôi. Cấu hình thì mình lại cũng đang gọi để gọi là cao nhất ở cái mức đồ họa ở trên giả lập rồi. Nếu mà sau này game này ra bản Việt thì chúng ta sẽ trải nghiệm bằng điện thoại iOS hoặc Android xịn xịn ấy, thì đồ họa nó sẽ đẹp hơn. Đó, chúng ta sẽ có một con game nhập vai. Đây là kỹ năng nhân vật này. Đấy, lắp kỹ năng nhân vật vào. Ồ, cái nét vẽ này là nhân vật của Hàn Quốc này. Cái con game Hàn Quốc. Đấy, đồ họa thì mình thấy khá là ấn tượng. Nhưng mà có một điểm mình thấy là hình như là nhân vật nó không có lồng tiếng. Không biết bản Việt sau này có lồng tiếng không. Nhưng mà đây là câu chuyện, nó chỉ hiện tách, nó không có lồng tiếng. Thấy không thấy nhân vật nói gì cả. Cái giao diện kiểu này là đúng là kiểu game Hàn. Mình có giao diện nhẹ em nhá. Đấy, lắp trang bị vào này. Ban đầu chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Con game MMORPG. Và có các cái ô kỹ năng phím bấm như này đây. Sau này có thú cưỡi tọa kỵ. Chúng ta sẽ trải nghiệm nhá. Cho anh em trải nghiệm về đồ họa và gameplay. Cốt truyện thì chúng ta sẽ đợi bản tiếng Việt đi. Nhắc lại đây, con Tứ Hoàng Mobile này sẽ được Soha Game phát hành Việt Nam sắp tới nhá. Mình đang chơi thử bản Đài Loan. Anh em nào muốn chơi thử mình sẽ để một đường link để anh em chơi bằng tải cái phiên bản Android ấy. Anh em có thể chơi bằng điện thoại giả lập được để chơi thử trước. Đó. Rồi. Ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Map nhìn khá là rộng đây, cái bản đồ của anh em đây. Rất là rộng luôn. Đấy, bản đồ này thì các bạn có thể boss này, cũng có boss ở ngoài map này. Nó hiển thị các cái vị trí boss ngoài map luôn cho anh em xem luôn. Đây NPC trên map này, rồi cả boss map này. Hiện tại thì mình cứ đi làm theo giới thiệu thôi. Nó giới thiệu hệ thống trang bị là cũng chia phẩm trang bị ra, phẩm cấp ra. Bản đồ thế giới đây. Các bạn thấy là cũng rất là nhiều map luôn. 4, 8, 12, 13 map. 13 map khác nhau. Đấy, anh em để thấy là game này bản đồ rất là rộng và đa dạng. Đồ họa do mình đang chơi giả lập nên nó không thể hiện được hết sức mạnh, nên mình thấy là vẫn còn răng cưa. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là khi các bạn chơi bằng điện thoại ấy, nó sẽ sắc nét hơn rất nhiều. Mình tiện thì mình chơi bằng giả lập thôi. Nhưng mà tạo hình nhân vật đúng, nói chung là đây là game Hàn. Đúng phong cách game Hàn rồi anh em ạ.
Không biết gameplay này thì nó thế nào thôi, chứ còn đồ họa thì mình nghĩ là các bạn mà thích kiểu game Hàn thì sẽ thích kiểu đồ họa này, nó không quá là màu mè. Nhưng mà nhìn nó rất là người lớn ấy. Và giao diện thì rất là gọn. Thấy rất là gọn. Đây, nó các tính năng nó ẩn hết trong cái một cái phím phím tắt. Rất là gọn luôn. Đó, các bạn để tìm các tính kỹ năng của nhân vật đây. Ở đây thì game cũng có cho các bạn cố định góc nhìn camera này, zoom gần, zoom xa. À, nếu mà các bạn thích nhìn xa thì các bạn thể tự tự zoom, hoặc là có cái phím camera ngay phía trên này, trên các cái ô kỹ năng này, các bạn ấn vào thì nó sẽ tự thay đổi góc nhìn luôn. Ở game Hàn mình có kiểu đấy. Ôi, đã cấp 7 rồi, lên cấp cũng khá là nhanh ấy chứ. Đang đi làm nhiệm vụ cốt truyện ban đầu anh em ạ. Đi làm một số cái nha. Vì là vấn đề ngôn ngữ này tôi cũng không hiểu gì nhiều lắm. Cứ click theo thôi. À, chủ yếu anh cho anh em xem qua về đồ họa gameplay thôi. Đồ họa khá là sáng luôn, rực. Khá là tươi sáng. Đây, quên mất chưa xem nhân vật nó chiến đấu như nào. Xem thử nhá. Đây, đánh. Ồ, đánh mấy con sâu này. Ồ, đánh phép. Hiệu ứng kỹ năng khá là đẹp. Khá là đẹp. Và cũng có hệ thống auto thôi. Bề game mobile nào cũng phải có auto thôi, không mỏi tay lắm, đánh con tay rất là mỏi. Thì chúng ta có auto kỹ năng này. Đó, hiệu ứng kỹ năng nhìn rất là đẹp, rất là sống động. Kiểu game Hàn là kiểu không màu mè ấy, nhưng mà nhìn vẫn rất là ấn tượng. Đây, con game của Hàn Quốc này sẽ được phát hành tại Việt Nam. Đây, bạn nào mà luôn luôn mồm kêu là sao Việt Nam toàn game Trung Quốc phát hành, thì đây, ta sẽ có một con game Hàn được phát hành bởi Soha Game. Không biết là sau này khi game ra thì anh em có trải nghiệm không, nhưng mà hiện tại là chúng ta sẽ có một con game Hàn được phát hành tại Việt Nam anh em ạ. Đây, có lẽ là nạp đầu để hòm thư này, quà tặng gì đó khi mà mình chơi game sẽ được tặng một cái đồ gì đó. Ồ, một cái tay, một cái tay của nhân vật, đồ thời trang gì vậy, hoặc là đồ trang bị. Đây, phần quà, quà đăng nhập rồi các cái sự kiện server, cái này thì chắc cũng không phải giới thiệu nhiều. Kỹ năng nhân vật đây mình chưa mở khóa hết được. Ồ, rất là nhiều nha. Sau mình thấy là có cả truyền nghề nữa. Đây, các bạn hãy ẩn giao diện đi này, nhìn rất là gọn luôn. Đây là skin nhân vật à. Ồ, khá là ngầu. Ồ, có đào khoáng này. Làm nhiệm vụ đào khoáng luôn. Ồ, nhưng mà mình cảm thấy là hơi lag tí, chơi server nước ngoài mà. Cảm giác là hơi bị delay một chút. Cái này chấp nhận thôi. Đợi bản Việt Nam thì chúng ta sẽ chơi mượt hơn rất là nhiều. À, chúng ta có một cái nút để bay nhanh à? À, các bạn sẽ có, chắc là vậy bởi vì map rất là rộng mà. Ồ, nhân vật này đánh khá là chậm nhá, đánh phép nhưng mà khá là chậm. Với cả mình mới học được một kỹ năng thôi. Đây, có một cái kỹ năng như kiểu biến hình gì này này nọ nữa đấy mà chưa mở ra. Mở cái gì đó. Đây, các nguyên liệu này. Đây, đồ đạc của nhân vật. Nó cũng chia phẩm ra, nhìn khá là dễ nhìn để phân biệt đồ nào xịn, đồ nào lởm. Ôi, rồi mới level 8 thôi anh em ạ. Nói chung là bây giờ là những cái nhiệm vụ cốt truyện ban đầu thôi. Chưa có gì để chém gió nhiều. Nhưng mà ấn tượng. Đầu tiên là đồ họa. Không phải là quá đỉnh cao nhưng mà mới mình thế này là đẹp rồi. Game mobile như này nó cũng phù hợp với cấu hình máy của anh em. Đẹp quá này, nặng quá, tốn pin anh em lại không chơi nổi. Đấy, game như này, một con game Hàn như này mình nghĩ là đồ họa đủ sức là thu hút được anh em game thủ rồi. Khá là ok. Ô, dùng cái chỉ này là sao nhỉ? Thì là bay nhanh ra chỗ làm nhiệm vụ thì phải. Mà gần quá nó không cho bay. Nhịp độ game mình thấy là cũng vừa phải thôi, không quá chậm, không quá nhanh. Ở đây thì đã phải mở khóa kỹ năng level 15 cơ. Mở theo cấp à?
cái em đánh phép này đánh khá là chậm anh em ạ. Không biết sau này kỹ năng nó sẽ nhanh hơn đâu hoặc là có AOE không. Hiện tại ban đầu đánh khá là chậm. Ui quả đánh khá đau nha, mình mất nhiều máu phết rồi đấy. Ui té 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 té. Cắn đau quá. Ui quả nó cắn gần chết mình này. Ui đau quá. Nó không có ăn máu à? Ui tao sắp chết rồi anh em này. Ơ. Ơ cái gì này? À vừa mặc cái áo vào nó sẽ thay đổi hình dáng luôn anh em ạ. Thay đổi hình dáng trực tiếp luôn, nhìn khá là trực quan. Quái nó cắn đau dã man đấy. Đấy ăn máu này. Nó không có nút ăn máu ở ngoài nhỉ? Nói chung là game này nó đang bị vấn đề ngôn ngữ nên mình không hiểu nhiều cái ấy. Rất nhiều thứ không hiểu, đây là kiểu đang mò mò thôi. Chơi nãy giờ đây level 9 đấy. Đây điều đây, vào phó bản à? Ồ hình như là vào phó bản thì phải. À không, về thành. À, hệ thống chuyển cảnh khá là hay ho, chúng ta sẽ về một cái tòa thành nha, không quá rộng. Ồ, oh, vào phó bản thật này, đấy, chúng ta sẽ đánh phó bản. Oh, đánh boss này, con boss này là con gì đây? Con cóc à? Đây mình thấy có một vài cái nút như là nút PK này, không biết là cái gì. Rồi, bình máu tự động này. Đấy, một cái nút hình âm dương này. Nói chung là có một số tính năng thì chúng ta cũng chưa biết được về ngôn ngữ với cả mình đang level thấp ấy. Gọi là trải nghiệm cho anh em xem game nó như thế nào thôi. Còn chuyên sâu thì chúng ta sẽ đợi bản tiếng Việt nhá. Chơi nó dễ hiểu hơn. Gọi là trải nghiệm một lúc lên level xem các tính năng cho anh em xem các tính năng thôi. Chứ còn chuyên sâu thì chịu. Bây giờ là vấn đề ngôn ngữ đang là rào cản rất là lớn luôn đấy. Tứ Hoàng Mobile này mình nghĩ là sẽ phát hành trong tháng 3. Chắc là trong tháng 3 nhỉ. Trong tháng 3 này sẽ phát hành tại Việt Nam bởi Soha Game. Các bạn để theo dõi hình như là chắc là có fanpage rồi thì phải. Để tôi search thử. Có rồi, có đang có fanpage tên là Forgot Mobile, Tứ Hoàng Mobile rồi. Thì anh em có thể trải nghiệm thử. Game đang được quảng cáo khá là nhiều. Đó, thì anh em sau này có thể đợi. Nếu mà bạn nào lười trải nghiệm thì có thể đợi. Ủa sao nó bị đứng tại đây rồi nhỉ? Ô, làm sao để trả đây? Đó, không biết ngôn ngữ nào, không biết nào để trả nhiệm vụ này. Ô, kiểu bị lag. Đích, mình nhìn như là mình bị mất kết nối server rồi anh em ạ. Server nó không ổn định lắm. Mất kết nối rồi. Ô, alo. Không điều khiển được gì đâu anh em ạ. Ô, mình sẽ thoát ra vào lại nhé. Mình không biết lý do là gì nữa. Tôi sẽ vào lại thêm. Nói chung là chơi ở nước ngoài cay nhất là việc vấn đề đó là không thể ổn sự ổn định của server được. Nhất là những cái hôm nào đứt cáp thì thôi rồi, chơi game cực kỳ khổ luôn. Đấy, và game khá là nhanh đâu, mình sẽ vào lại game nhá. Thấy đứng im là biết rồi. Sau này các bạn có thể tạo được cả 4 nhân vật này, nhưng mà cày thì cũng hơi mệt đấy. Rồi, tiếp tục nhiệm vụ này. Ồ, có thú cưỡi này. Đấy, có thú cưỡi cùi nhẹ, được rồi. À, chúng ta có ngựa rồi anh em ạ. Ồ,
chung là delay lắm. Chơi server nước ngoài này delay phết đấy. Rồi lại chuyển map đi ra ngoài làm nhiệm vụ tiếp. Ban đầu thì cũng chỉ đi làm nhiệm vụ cốt truyện thôi. Ôi, tạo hình mình thấy vừa tạo hình con boss rất là ngầu với chi tiết. Game Hàn bao giờ cũng có sự chi tiết ấy. Đó, chi tiết từ thiết kế bối cảnh cho đến nhân vật. Nhìn rất là có chất riêng. Ổn phết nhỉ? Không biết là anh em thấy game này nha, các bạn có thể comment phía dưới nhá. Anh em có hóng con game từ Quốc Mobile này không? Mình thì đối với game Hàn này thì mình nghĩ là sẽ là một cái món ăn rất là lạ dành cho anh em nào mà đã chán cái kiểu kiếm hiệp và tiên hiệp Trung Quốc rồi, thì mình nghĩ là đây là một con game sẽ rất là đáng để anh em trải nghiệm. Đó, không biết anh em nghĩ thế nào thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết. Clip trải nghiệm chuyên sâu thì mình sẽ đợi bản Việt Nam ra thì mình sẽ trải nghiệm lại. Chứ còn đây mình chơi bản nước ngoài này rất là bị lag ấy, bị delay với cả vấn đề ngôn ngữ này mình không trải nghiệm sâu được. Cũng chỉ cho anh em ngó qua được về bốn cái lớp nhân vật này rồi đồ họa và gameplay cơ bản ban đầu thôi. Chúng ta còn rất là nhiều thứ để khám phá như kiểu các tính năng mạnh hóa nhân vật rồi hệ thống hoạt động hàng ngày. Đấy, cái đấy thì chúng ta sẽ đợi bản Việt thì sẽ trải nghiệm nó kỹ hơn. Hôm nay thì gọi là mình trải nghiệm trước cho anh em về cái phiên bản nước ngoài của cái con Tứ Hoàng Mobile này thôi. Hy vọng là game sẽ sớm ra mắt để anh em có thể trải nghiệm, hoặc là bạn nào muốn trải nghiệm trước thì có thể tải bản nước ngoài về chơi thử trước nhá. Chơi sâu hơn mình gọi là ô cái này con boss à. Nhìn khá là trâu ấy. Đó, đúng rồi boss này. Đấy, chúng ta có những cái con boss ở trên bản đồ ấy. Đánh boss là chắc là rớt đồ ra đấy. Không rớt cái gì à? Hình như là chỉ là boss nhiệm vụ thôi anh em ạ. Còn boss rớt đồ là phải mấy con như kiểu này này. Đây cho anh em xem. Đây phải mấy con boss như này này. Boss nhiệm vụ hoặc là boss rớt đồ gì đó. Rồi có cả hình như là để học nghề thì có đào khoáng này nọ nữa. Đó, game này mình nghĩ là nó sẽ có những cái tính năng học nghề này nọ. Mình nghĩ là có đấy. Đây, tính năng cường hóa trang bị này, ghép trang bị thì phải. Đó. Nói chung là cũng khá đầy đủ các tính năng của game nhập vai, nhưng mà nó sẽ rất là chuyên sâu đấy. Đấy thì hẹn anh em vào bản tiếng Việt trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ trải nghiệm sâu hơn. Hôm nay thì mình cũng trải nghiệm nhanh thôi về cái con game Tứ Hoàng Mobile này. Bạn nào muốn chơi thử thì mình sẽ để đường link ở dưới để anh em tải game và chơi thử trên Android nhá. iOS thì cũng được thôi, nhưng các bạn đổi store mất công nha. Thì anh em có thể tải trên Android, chỉ cần file APK các bạn để cài điện thoại hoặc là dùng giả lập là chơi được rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Cậu Vàng. Bạn nào thấy hay thì có thể like, share, chia sẻ giúp mình nhá. Ngoài ra anh em nào mà chưa ấn nút subscribe thì bỏ ra vài giây thôi. Ấn nút subscribe như nút chuông để ủng hộ kênh Tokyo Online cũng như ủng hộ cho Cậu Vàng. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!